Xin chào quý vị và các bạn, ta đến với bản tin thể thao quốc tế của Mnet Sport ngày 23 tháng 1. Hạ MU, Arsenal tiếp tục thống trị Ngoại hạng Anh. Daniel Gatt bị tạm giam. Bellingham từ chối gia hạn với Dortmund là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Hạ MU, Arsenal tiếp tục thống trị Ngoại hạng Anh. MU là đội duy nhất khiến pháo thủ trắng tay ở lượt đi Ngoại hạng Anh mùa này. Và bất chấp đội hình sứt mẻ, đoàn quân của Erik ten Hag cho thấy có thể tiếp tục làm điều đó khi sớm lằng tung lưới đội chủ sân Emirates. Người lập công không ai khác lại là Marcus Rashford, tác giả cú đúp lượt đi diễn ra ở phút thứ 17 với Bruno Fernandes là người kiến tạo. Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, Arsenal cho thấy tiếng nói của đội bóng liên tục dẫn đầu Ngoại hạng Anh ở chiến dịch hiện tại khi Nketiah lập công đưa cuộc chơi trở về vạch xuất phát. Và những phút đầu hiệp 2 tiếp tục là cuộc rượt đuổi. Nhưng lần này, Saka đưa Arsenal vượt lên dẫn 2-1 ở phút 53 trước khi Lisandro Martinez gỡ hòa 2 đều cho MU 6 phút sau đó. Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa, thì đúng phút 90, Nketiah lên tiếng một lần nữa mang về chiến thắng 3-2 cho Arsenal để duy trì khoảng cách 5 điểm với Man City. Đội thắng một Wolverhampton 3-0 nhờ hat-trick của Haaland. Với kết quả này, MU không thể thu ngắn về điểm số mà đã kém Arsenal 11 điểm, xếp ở vị trí thứ 4 và đã chơi nhiều hơn đối phương một trận. Daniel Gatt bị tạm giam. Tin Daniel Gatt bị bắt tạm giam đã gây xôn xao làng Túc Cầu một ngày qua. Trước đó, tòa án tại Barca phê chuẩn lệnh bắt giam ăn vẹt. Cựu sao Barca bị tạm giam để phục vụ quá trình điều tra về cáo buộc quấy rối một phụ nữ. Theo Marca, vụ việc của Alves diễn ra tại một hộp đêm ở Barcelona vào ngày 30 tháng 12 năm 2022. Nạn nhân đã trình báo lên cảnh sát địa phương 3 ngày sau đó. Cô gái tố bị Alves động chạm vào người, sau đó Alves phủ nhận tất cả. Tôi có khoảng thời gian vui vẻ nhưng không động chạm ai cả. Alves bị câu lạc bộ Pumas Unam ở Mexico hủy hợp đồng. Đội bóng này khẳng định không dung thứ cho các hành vi sai trái dù đó là cầu thủ nào. Alves đã 39 tuổi. Trước khi gia nhập Unam, anh khoác áo Barca 6 tháng trong lần thứ 2 ký hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou. Trước đó, Alves từng khoác áo Barca trong giai đoạn từ 2008 đến 2016. Hậu vệ sinh năm 1983 đã chơi 126 trận cho đội tuyển Brazil. Ở cấp câu lạc bộ, Alves chơi tổng cộng hơn 900 trận. Bellingham từ chối gia hạn với Dortmund. Tối ngày 21 tháng 12 theo giờ Hà Nội, Daily Mail đưa tin Bellingham từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng từ Dortmund. Quyết định của tuyển thủ người Anh đến chỉ vài giờ sau khi Dortmund muốn tăng lương gia hạn với anh. Dortmund đề nghị Bellingham ký hợp đồng 5 năm với mức lương 180.000 bảng một tuần, tăng gấp đôi so với con số cũ. Dù vậy, tiền vệ sinh năm 2003 muốn nối gót Jadon Sancho và Erling Haaland để đến biến độ mới hơn. Dortmund cũng sẵn sàng cho vụ chuyển nhượng ngôi sao được định giá khoảng 150 triệu bảng. Bellingham hiện được Real Madrid, Liverpool, Man City, MU và Arsenal săn đón. Trong đó, Real và Liverpool được cho là hai bến đỗ yêu thích của Bellingham. Thậm chí có tin tuyển thủ Anh đã ký nháy với Real. Tuy nhiên, Dortmund vẫn chiếm thế thượng phong trong vụ chuyển nhượng Bellingham. Việc các câu lạc bộ chi tiền thế nào là yếu tố định đoạt để Bellingham gia nhập câu lạc bộ mới. Bellingham tỏa sáng ở mùa giải thứ 3 khoác áo Dortmund. Mùa này, sau Dortmund chơi 22 trận, ghi 9 bàn và có 3 kiến tạo, Bellingham là trụ cột đội tuyển Anh tại World Cup 2022. Arsenal muốn chiêu mộ Camavinga. Tiền vệ Eduardo Camavinga là mục tiêu chuyển nhượng của ban huấn luyện cố huấn viên Mikel Arteta khi tìm cách củng cố hàng tiền vệ của mình. Trước đó, pháo thủ đã chiêu mộ thành công tiền đạo Leandro Trossa của Brighton với giá 25 triệu bảng. Camavinga gia nhập Real Madrid với số tiền 26 triệu bảng nhưng không được ra sân nhiều ở mùa giải năm nay. Anh hiện đứng sau những tiền vệ quái kiệt như Toni Kroos, Luka Modric và VVD tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Arsenal thiết tha hỏi mượn Camavinga nhưng Real Madrid vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Nhưng họ cho biết sẽ xem xét đề nghị trên. Kể từ khi chuyển đến Madrid vào năm 2021, Camavinga đã ra sân 66 lần, ghi 2 bàn và kiến tạo 3 lần trên mọi đấu trường, nhưng không được trọng dụng nhiều trong thời gian gần đây và cũng muốn được ra đi để được thi đấu nhiều hơn. Bốn đại gia Anh theo đuổi trò cưng Mourinho. Theo Football Italia, Zaniolo đã nói với ban lãnh đạo Roma và huấn luyện viên Mourinho về việc muốn ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng hiện tại. Đội bóng thành Rome cũng sẵn sàng cho kịch bản chuyển nhượng của tiền vệ trị giá 30 triệu euro. Tottenham, West Ham, Brighton và Nottingham là những câu lạc bộ quan tâm Zaniolo từ trước. Roma đang đàm phán với PSG về viễn cảnh chuyển nhượng tuyển thủ người Italia. Dù vậy, gã nhà giàu bóng đá Pháp không hứng thú lắm với tiền vệ sinh năm 1999. Mùa này, Zaniolo ra sân 17 trận, ghi 2 bàn và có 3 kiến tạo. So với mùa trước, phong độ của tuyển thủ Italia giảm mạnh. Hai năm qua, Zaniolo nằm trong nhóm cầu thủ được Mourinho tin tưởng nhất ở Roma. Mùa 2021-2022, tiền vệ này chơi 42 trận, ghi 8 bàn và có 9 kiến tạo. Trên đây là những tin tức đáng chú ý trong bản tin thể thao quốc tế ngày 23 tháng 1.
Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của MNet Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.